Chào đại gia đình, hôm nay Thiên Lương ghé nhà chơi và ban già tặng cho Khương ca khúc Đêm Mưa Nhớ Mẹ và cùng gửi đến đại gia đình của mình nhé. Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ. Ở quê nhà mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 12 con phải xa gia đình, coi cũng thân một mình nơi xứ lạ người xa. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng con sao nức nở, tuổi thân con thơ đò đôi biết nhớ ai. Đời nói trôi đâu biết đến ngày mai, nước mắt con tuôn trào nhớ mẹ làm sao. Mẹ qua bao tháng năm trôi đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu vì dãy nắng dầm sương. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào nhớ mẹ làm sao. Giọng anh Thiên Lương rất là tuyệt vời của mình chị, rất là đậm ấm. Qua bao tháng năm trôi đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu vì dãy nắng dầm sương. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào nhớ mẹ làm sao. Rồi từng cảm ơn bạn Thiên Lương rất là nhiều đã tặng cho Khương ca khúc rất là ý nghĩa này ạ. Cảm ơn đại gia đình của mình.